không ngờ Campuchia lại bắt tay Trung Quốc xây kênh đào Phù Nam gây hại cho Việt Nam. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, dự án kênh đào Phù Nam Techo đang gây nhiều sự chú ý với giới học giả và truyền thông quốc tế. Việt Nam cũng rất quan tâm đến dự án này. Nếu chính phủ của tân thủ tướng Campuchia Hun Manet tuân theo đúng kế hoạch của mình, các chuyến hàng trong tương lai sẽ đi dọc theo con kênh trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ do Trung Quốc tài trợ một dự án sẽ xóa sổ ngôi nhà lợp mái tôn của Sarin. Kênh đào Phù Nam, Phù Nan Tích sẽ kết nối trực tiếp Phnom Penh với các cảng biển của Campuchia trên Vịnh Thái Lan. Thoát khỏi con đường vốn do Việt Nam chấn giữ ngay cửa sông Mê Công, một trong những tuyến đường thủy lớn nhất châu Á. Phía Việt Nam đã chính thức đưa ra cảnh báo về tác động tiêm tàng của kênh đào đối với đồng bằng sông Cửu Long, trong bối cảnh vẫn chưa có các đánh giá tác động môi trường công khai về dự án này. Vốn là một phần trong các khoản đầu tư đầy tham vọng nhưng lại eo hẹp về mặt tài chính của Trung Quốc vào các dự án cơ sở hạ tầng trên khắp châu Á. Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc rút lại lời hứa tài trợ cho các dự án sân bay lớn ở Campuchia. Nhưng hồi tháng 2, Manet đã kêu gọi Trung Quốc tiếp tục đầu tư vào những cơ sở hạ tầng lớn như kênh đào Phù Nam. Tranh cãi xoay quanh kênh đào này cũng phản ánh những căng thẳng địa chính trị sâu sắc hơn khi Campuchia cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào các tuyến thương mại do Việt Nam kiểm soát, làm suy yếu đòn bẩy khu vực của Hà Nội, đồng thời nâng cao hơn nữa ảnh hưởng của Bắc Kinh ở phía Nam sông Mekong. Theo Bộ Giao thông Campuchia, dự án kênh đào Phù Nam Techo, Funan Techo canan hay còn gọi là dự án hệ thống đường thủy và hậu cần tôn Lê Ba Sắc trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ, dự kiến khởi công vào quý 4 năm 2024 và hoàn thành sau 4 năm. Dự án bắt đầu vào cuối năm nay sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường Trung Quốc CRBC đã thỏa thuận phát triển kênh đào tại diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai con đường hồi tháng 10 năm ngoái. Thỏa thuận này sẽ cho phép CRBC tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về tất cả các khía cạnh của dự án trong vòng 8 tháng. Dự án kênh đào Phủ Nam Tây Châu ước tính sẽ tiêu tốn khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ và mất 4 năm để hoàn thành. Trước đây dự án này mang tên hệ thống giao thông và hậu cần sông Ba Sắc BRNLS tại phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Quốc hội Campuchia ngày 19 tháng 5 năm 2023, dự án được đặt tên lại là kênh đào Phủ Nam Tích Chồ. Đây cũng là tên chính thức của kênh đào đến nay. Ngày 7 tháng 6, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Hun Sen thành lập Ủy ban Liên bộ Nghiên cứu và thực hiện dự án gồm 37 thành viên để xem xét và tư vấn về thủ tục, khung pháp lý và đánh giá hiệu quả kinh tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải đường thủy và đường biển của Campuchia. Về tên gọi, Phù Nam Tây Châu mang ý nghĩa kết nối giữa quá khứ và hiện tại và hướng tới tương lai. Phù Nam là tên gọi của Vương quốc cổ đại ở Campuchia được thành lập vào khoảng thế kỷ thứ một và là một đế chế thương mại hàng hải đóng vai trò quan trọng trong kết nối thương mại giữa tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Quốc và các vương quốc Đông Nam Á khác. Phù Nam được cho là một quốc gia cổ giàu có, với các hình thái đô thị đầy đủ, mạng lưới thương mại và tương tác văn hóa rộng khắp. Còn Châu có nghĩa là mạnh mẽ, là danh hiệu gắn liền với cựu thủ tướng giám đốc Techo Hun Sen. Các học giả đang bày tỏ hai mối lo ngại chính về dự án này, nhưng phía Campuchia đã lên tiếng trấn an các bên. Thứ nhất, theo hãng tin AFP của Pháp, các học giả cho rằng kênh đào Phù Nam Techo có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tàu chiến Trung Quốc di chuyển. Thứ hai, họ lo ngại về tác động môi trường của dự án này gồm khả năng chuyển hướng dòng nước khỏi sông mekong theo hãng tin bloomberg của mỹ washington đang kêu gọi campuchia minh bạch hơn về dự án tỷ đô trên ông wesley hoser nhân viên quan hệ truyền thông tại đại sứ quán mỹ ở phnom penh thúc giục campuchia phối hợp chặt chẽ với ủy hội sông mekong mrc để cung cấp thêm thông tin chi tiết về dự án và tham gia đầy đủ vào các nghiên cứu về tác động môi trường nhằm giúp MRC và các nước thành viên hiểu, đánh giá và chuẩn bị đầy đủ cho mọi tác động có thể có của dự án này. Tuy nhiên, thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bác bỏ những lo ngại trên trong bài phát biểu hôm 11 tháng 4 tại tỉnh Takeo, một trong những tỉnh mà kinh đào sẽ chạy qua. Nhà lãnh đạo Campuchia nói, kinh đảo này là dự án lịch sử sẽ mang lại lợi ích cho người dân Campuchia. Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào sử dụng đất nước của chúng tôi làm căn cứ chống lại quốc gia khác. Ông khẳng định kênh đào này quá nông để một tàu chiến có thể đi qua. Ông Hun Manet nói thêm, kênh đào Phú Nam Tích Chồ dự kiến chạy từ sông Ba Sắc, một nhánh sông Mê Công, sẽ không ảnh hưởng đến dòng chảy sông Mê Công, nơi hàng triệu người trong khu vực đang sống nhờ nghề cá. Theo báo China Daily của Trung Quốc, hôm 9 tháng 4, ông Hun Sen, hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cũng bác bỏ các thông tin cho rằng dự án kênh đào Phủ Nam tách Châu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Hải quân Trung Quốc đến gần biên giới Việt Nam. Ông nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là láng giềng hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Cuối tháng 1, báo Khmer Times dẫn lời một đại diện chính phủ Campuchia nói rằng kênh đào Phủ Nam tách Châu sẽ không chỉ là kỳ công về xây dựng của Campuchia mà còn là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với Campuchia. Vị này nhắc lại lập trường của chính phủ Campuchia khẳng định dự án kênh đào Phủ Nam Tích sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ việc mất nguồn thu từ phí vận chuyển hàng hóa Campuchia qua đường thủy của Việt Nam. Ông Rim Sovi, nhà nghiên cứu độc lập ở Campuchia, bình luận trên tạp chí điện tử Think China rằng hiện nay Campuchia phụ thuộc vào cảng Việt Nam để nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc và xuất khẩu thành phẩm sang Mỹ cùng các nước phương Tây khác. Do đó, với kênh đào Phù Nam Tech Châu, Campuchia sẽ có thể vận chuyển hàng hóa ra biển mà không cần trung chuyển qua Việt Nam. Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam cho biết, kể từ khi Hiệp định Vận tải Đường Thủy giữa hai nước có hiệu lực tháng 1 năm 2011, hai nước đã làm thủ tục cho gần 78.000 lượt tàu bè, hơn 406.000 lượt thuyền viên, khoảng 20 triệu tấn hàng hóa thông qua. Ông Sonaro, đặc phái viên của Thủ tướng Campuchia, phụ trách các vấn đề ASEAN khẳng định, đây là dự án quan trọng đối với Campuchia, quốc gia trong một thế kỷ không có tuyến đường trực tiếp từ sông ra biển. Thời gian qua, hàng hóa của Campuchia đã phải đi qua Việt Nam. Ông Naro nói thêm, kênh đào Phù Nam Tích Chồ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Campuchia, bao gồm giảm thời gian, khoảng cách và chi phí vận tải hiện tại, hình thành các khu thương mại và trung tâm hậu cần cũng như phát triển các cảng mới. Nước này kỳ vọng Kinh Đào cũng sẽ mở đường cho việc mở rộng hơn nữa các lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, tạo thêm việc làm tại cảng Sihanoukville, cảng tự trị Phnom Penh, vân vân. Ngoài ra, theo báo Khmer Times, Kinh Đào Phù Nam Tech Châu là dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn mới nhất nhằm biến Campuchia thành một trung tâm kinh tế và logistics mới trong khu vực. Ông John Jeep Weijan, trưởng bộ phận đầu tư bất động sản tại quy Belt Road Capital Management nhận định về dự án rằng Dự án kênh đào phù Nam Tekchou sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong ngành logistics của Campuchia vì nó sẽ tác động đến việc phân phối lượng container giữa cảng nước sâu Sihanoukville và cảng tự trị Phnom Penh. Nhiều hàng hóa hơn sẽ được chuyển qua các cảng địa phương của Campuchia khi bắt đầu sử dụng kênh đào. Lợi ích kinh tế của Campuchia vẫn gắn bó chặt chẽ với Việt Nam, vốn là đối tác chiến lược đặc biệt của Campuchia. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Campuchia chỉ sau Trung Quốc và thương mại giữa hai nước láng giềng đã vượt 6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Tuy nhiên, kênh đào mới có thể gây ra dạn nứt giữa hai nước trong bối cảnh sự phân cực khu vực ngày càng gia tăng. Changpo Aun, nghiên cứu viên tại diễn đàn tương lai, một viện chính sách của Campuchia, mô tả kênh đào này là sự hoàn thành giấc mơ dân tộc. National Imagination bằng cách giải quyết vết thương tinh thần sâu sắc của người Campuchia sau khi được cho là để mất toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long khi khu vực này chính thức sáp nhập vào Việt Nam dưới thời Pháp thuộc vào năm 1949. Tên thường gọi của kênh đào bắt nguồn từ Vương quốc Phù Nam cổ đại nằm trải dài khắp miền Nam Việt Nam và được người Campuchia coi là tiền thân của đế chế Khmer. Về mặt chính thức, kênh đào có tên đầy đủ là Dự án hệ thống đường thủy và hậu cần Tôn Lê Ba Sắc theo kế hoạch của Campuchia, kênh đào rộng 100m gồm hai làn dự kiến bắt đầu hoạt động từ năm 2028. Nó sẽ đi từ bờ sông Mê Công ngay phía dưới cảng tự trị Phnom Penh trước khi cắt qua sông Ba Sắc, tức sông Hậu và tiếp tục đi thêm 180 km tới Kép, một tỉnh ven biển phía tây nam Campuchia. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Campuchia Peng Ponia tuyên bố dự án sẽ khởi công vào cuối năm nay. Dù nghiên cứu về tính khả thi mà nhà phát triển kênh đào Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc CRBC thuộc sở hữu nhà nước công bố hồi tháng 10 năm ngoái đến nay vẫn chưa hoàn tất. Ở tỉnh Kép, tại điểm cuối của kênh đào Phù Nam, dọc theo lối đi nhìn ra khu nhà của một nhóm ngư dân địa phương, có rất ít dấu hiệu cho thấy các kế hoạch đầy tham vọng đang được tiến hành. Những công trình này dự kiến sẽ phục vụ một cảng biển nước sâu bên trong khu vực giờ vẫn đang là đồng cỏ yên tĩnh và đặc khu kinh tế toàn ruộng lúa của Campos. Đi thêm một đoạn đường nhỏ đến một giải đất nhô ra biển, bạn sẽ thấy những chiếc xe tải đang săn lấp mặt bằng để xây khu cảng biển trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ, một dự án của công ty hậu cần và cảng Campos, khởi công từ tháng 5 năm 2022. Năm ngoái, công ty kỹ thuật cảng biển Trung Quốc, một công ty con của CRBC, đã ký hợp đồng giúp xây dựng cảng này các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Campuchia xem kênh đào Phù Nam là một phần trong kế hoạch cải tổ hậu cần sâu rộng nhằm giảm tới 30% chi phí vận chuyển, giúp đất nước có thể cạnh tranh trong các lĩnh vực xuất khẩu quan trọng như ngành may mặc. Tuy nhiên, như nghiên cứu viên Soterak Sok thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á đã chỉ ra, có một ẩn ý về việc giành lại chủ quyền, điều mà Thủ tướng Hun Manet gọi là hít thở bằng mũi của chính mình. Hà Nội đã nêu các quan ngại về vấn đề môi trường xoay quanh kênh đào trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Manet tới Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái, vài tháng sau khi ông lên kế thừa gần 40 năm cầm quyền của cha mình Hun Sen. Một quan chức hàng đầu của Campuchia nói với truyền thông địa phương rằng chuyến thăm bao gồm việc trình bày kết quả của một số nghiên cứu xác nhận không có tác động môi trường, nhưng nội dung các nghiên cứu đó chưa được công bố. Tháng 8 năm ngoái, ngay khi Manet lên nắm quyền, Campuchia đã thông báo cho Ban Thư ký Ủy ban sông Mekong (MRC), một cơ quan giám sát khu vực, về kế hoạch xây dựng một con kênh trên dòng phụ của sông Mekong và cho biết tác động sẽ chỉ giới hạn ở bụi trong không khí và tiếng ồn từ công trường. Tuy nhiên, Brian Eiler, chuyên gia về Mekong của Trung tâm Stimson có trụ sở tại Washington DC, lập luận rằng dựa trên các bản đồ do chính quyền Campuchia đệ trình lên MRC, không thể phủ nhận việc kênh đào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chính của sông Mekong và tác động đó sẽ lớn hơn nhiều so với những gì Campuchia tuyên bố. Theo Hiệp định Mekong năm 1995, các dự án ảnh hưởng đến dòng chính phải được MRC đánh giá kỹ thuật, nhận ý kiến đóng góp từ các quốc gia thành viên bao gồm Việt Nam cũng như Lào và Thái Lan. Ban thư ký MRC nói với Nikkei rằng họ đã yêu cầu và đang chờ thêm thông tin từ Campuchia. Văn Phạm Đăng Trí, Nghiên cứu viên về tài nguyên nước tại Đại học Cần Thơ, Việt Nam cho biết, nếu không có biện pháp phòng ngừa đầy đủ, kênh đào có thể làm gián đoạn lũ tự nhiên, làm tăng độ mặn và thay đổi dòng chảy nông nghiệp và kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long vốn đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về môi trường. Bản tóm tắt đánh giá tác động môi trường mà Campuchia cung cấp cho ban thư ký MRC nói rằng, việc sử dụng ba âu thuyền dọc theo kênh sẽ đảm bảo việc xả nước được kiểm soát hiệu quả nhằm ngăn chặn những thay đổi đáng kể đối với dòng chảy của sông Mê Công. Có rất ít thông tin công khai về cách Campuchia dự định giảm thiểu các tác động khác như làm gián đoạn vùng ngập lũ tự nhiên của đồng bằng và di rời những người dân sống dọc con kênh. Chính quyền Campuchia đã đề nghị Nikkei xem bản đệ trình của họ lên ban thư ký MRC. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với Nikkei rằng Hà Nội ủng hộ sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước láng giềng nhưng yêu cầu Campuchia hợp tác chặt chẽ để chia sẻ thông tin về tác động của dự án đối với đồng bằng sông Cửu Long để đảm bảo lợi ích hài hòa của các quốc gia ven sông và cư dân địa phương. Nhà khoa học hàng đầu của chính phủ Campuchia, Sok Tốc, Chủ tịch Viện Khoa học Hoàng gia đã ngụ ý rằng nỗi lo thực sự của Việt Nam là mất quyền kiểm soát đối với Campuchia, nhưng Hà Nội không nên can thiệp vào chuyện này. Từ Campuchia đi ngược lên bờ biển, tình đào mới sẽ cho phép dễ dàng kết nối đặc khu kinh tế Sihanoukville, nơi đã nhận khoản đầu tư đáng kể từ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc với cảng tự trị Sihanoukville, nơi xử lý phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của Campuchia. Gần đó là căn cứ hải quân Royam gây tranh cãi, nơi đang được nâng cấp với sự tài trợ của Trung Quốc và Mỹ xem đó là bằng chứng về vai trò của nó như một căn cứ của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc trong tương lai, một viễn cảnh mà Campuchia đã nhiều lần phủ nhận một số nhà bình luận Việt Nam và Mỹ bày tỏ lo ngại rằng kênh đào Phủ Nam có thể bị Bắc Kinh sử dụng cho mục đích quân sự, dù không có dấu hiệu nào cho thấy đây là ý định của dự án. Những người ủng hộ kênh đào cho rằng đây sẽ là tuyến đường nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn so với di chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt. Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Hậu cần Campuchia xin Chan Thi lưu ý rằng các tàu viễn dương đến các cảng biển của Campuchia vẫn phải dỡ hàng hóa xuống các xà lan có khả năng chở được 1.000 tấn di chuyển trên kênh đào sâu chỉ 4,7 mét vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên người Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói, ông không tin nền kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi kênh đào do khối lượng thương mại liên quan tương đối nhỏ, nhưng cho rằng không nên vội vàng triển khai một dự án lớn như vậy mà không hiểu đầy đủ những tác động tiềm ẩn của nó. Các nhà phân tích Việt Nam khác cho rằng Hà Nội vẫn giữ được ưu thế trước Campuchia chỉ ra rằng các tàu chở hàng trên 1.000 tấn vẫn phải dựa vào các cảng Việt Nam để di chuyển theo dòng chính sông Mê Công. Trước đây, Hà Nội từng sử dụng quyền kiểm soát phía nam đồng bằng sông Cửu Long trong các cuộc đụng độ với Phnom Penh, bao gồm cả việc ngăn chặn tàu bè qua sông trong vài tháng vào năm 1994. Năm 2009, Campuchia và Việt Nam đã ký một hiệp ước cho phép tự do hàng hải dọc sông Mê Công. Đối với nhà nghiên cứu người Campuchia, Aun, kênh đào Phù Nam có nghĩa là Campuchia có thể giành lại một mức độ tự chủ về kinh tế và thậm chí cả chính trị từ nước láng giềng phía đông Việt Nam. Đồng thời ông lưu ý quyền tự chủ sẽ bị trì hoãn vì hoạt động của kênh đào sẽ do Bắc Kinh nắm giữ trong hơn năm thập niên theo mô hình tài chính, xây dựng, vận hành, chuyển giao. Ở trong nước, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bảo vệ dự án này bằng cách nói với công chúng rằng chính phủ không vay tiền từ Trung Quốc để xây dựng kênh đào. Nhấn mạnh rằng nhà phát triển Trung Quốc sẽ gánh chịu rủi ro tài chính. Nhưng sẽ đến sự suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc, các nhà quan sát như Murray Hibbert, nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington DC, bày tỏ nghi ngờ về việc liệu dự án này có thực sự được xây dựng hay không, ít nhất là theo khung thời gian đầy tham vọng do Phnom Penh đề xuất. Tuy nhiên, Campuchia dường như vẫn quyết tâm phát triển kênh đào và suốt 6 tháng qua, các phương tiện truyền thông nhà nước Campuchia đã tràn ngập các bài viết quảng cáo về kênh đào cũng như những lời trấn an đối với Việt Nam. Nhà phân tích Aun nói rằng để xây dựng kênh đào, chính quyền Manet sẽ phải chạm đến làn danh nhạy cảm trong quan hệ song phương với Việt Nam. Ông nói, cân bằng giữa Trung Quốc và Việt Nam không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với Campuchia dưới thời lãnh đạo mới. Con đường phía trước ngày càng gập ghềnh và nguy hiểm hơn. Kênh Phủ Nam chỉ là một trong số rất nhiều các dự án mà Trung Quốc đầu tư xây dựng ở Campuchia nhiều người nói rằng campuchia có thể mắc vào bẫy nợ của trung quốc điều này có thể đúng hãy cùng xem xét trung quốc đã chiếm hết các bãi biển đẹp để xây dựng các khu nghỉ dưỡng sòng bạc khu vui chơi và khu kinh tế đặc biệt nhưng đến lúc này người dân campuchia và du khách không còn được tự do truy cập như trước khi phải mua vé mới được vào biển và việc đánh bắt cá cũng bị hạn chế ngoài ra nhiều dự án của trung quốc ở campuchia đã bị bỏ hoang vì hầu hết là người trung quốc đảm nhận vai trò đầu tư và chỉ sử dụng lao động người Trung và Campuchia ít đóng góp. Tóm lại, người Campuchia không kiểm soát được gì trong tình hình này. Để kết nối các dự án này cần có hạ tầng giao thông, Trung Quốc đã xây dựng nhiều đường ở Campuchia, bao gồm cả đường cao tốc, cải thiện hình ảnh đô thị và thu hút nhiều du khách hơn. Mặc dù Campuchia không phải là nước có chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ luôn ủng hộ việc Trung Quốc xây đảo và quân sự hóa Biển Đông. Trong khi ASEAN nhiều lần chỉ trích Trung Quốc, Campuchia lại ủng hộ họ. Điều này khiến cộng đồng quốc tế cảm thấy bối rối và còn có những góp ý chỉ trích từ các quan chức ngoại giao. Nếu Campuchia tiếp tục lựa chọn con đường sai lầm và chịu ảnh hưởng từ một thế lực bên ngoài, họ có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả của quyết định đó. Thậm chí một phần người Campuchia coi Việt Nam là kẻ chiếm đất và đồng bằng sông Cửu Long cũng như chiếm cả đảo Phú Quốc. Gần đây, nhiều thông tin cho thấy Campuchia đang nâng cấp quan hệ quân sự với Trung Quốc bao gồm việc tổ chức tập trận chung và phát triển căn cứ hải quân Ream. Liệu rằng quan hệ hai nước Việt Nam Campuchia sẽ bị rạn nứt? Chúng tôi rất mong được nghe ý kiến của quý vị về vấn đề này. Xin đừng ngần ngại để lại nhận xét của mình dưới phần bình luận. Đồng thời đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để tham gia và chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.